trưa nắng nóng này mấy anh lên ghe làm gì mấy anh? Cho biết rồi. Lên ghe lên tấm kinh làm gì? Công nghiệp nước công tác nãy giờ chưa. Vậy là giờ chuẩn bị đi trưa nắng nóng rồi thì tấm kinh hả? À. Ghe này của ai vậy? Ừ, đó. Đó. Cho mình đi ké, cho mình đi ké được không? Được. Giờ trưa nắng nóng mình ra đây thấy mấy em ở sớm này đi tắm kinh rồi các bạn. Có ghe mình xin đi mà mình không dám đi nè, mình không biết bơi nè. 1 2 3 4. Tại đi không? Bốn nãy trong trại mới ra đó nó bị xảy đó. Tại lên không? À, không lên vậy đâu. Ê, lên ghe đã an toàn rồi các bạn ơi. Trưa năm nè bà ủa 6 người hả? Trưa 6 người lục kêu bằng gì không mấy thằng nào mà biết lỗi đó đi bơi đu theo ghe đi bay tao thấy ớn quá quá nó tim đập quá rồi nó nghiêng bên dữ vậy đúng hả? Má cái điện thoại đủ má cái này tao nghi dữ lắm mà làm má thiệt chứ kiếm chỗ nào wow thấy nguy hiểm quá các bạn ơi kiếm chỗ nào mát mát mà ghé chỗ đó ngủ rồi về kiếm chỗ nào mát mát đi nắng quá kiếm chỗ nào mát mát ghé vô ngủ rồi về rồi ai tắm thì tắm ai trưa có hai ba cái miệng gáo dưới đây nè đủ má đứng lên ngay chỗ bằng tay má chỗ bằng tay cái mương cái trê này nó ghê quá má đủ mày về tắm ba bữa xà bông đó mọi hiểm quá các bạn ơi lên ghe cầm trời ơi đúng bảo nè cũng ngáo thiệt chứ bảo lội như nhái luôn các bạn ơi lội như rái luôn gà đó bảo xuống tắm đã các bạn ơi mình không biết bơi đó, mát không bảo ồ sao không tắm mà không cởi quần ra luôn đi này có mình bảo với mướp bơi các bạn nó bảo bơi đại giỏi quá đây đang chặt má chứ tôi mày lại chỗ càng càng mà leo lên bảo ấy ổn mày hả tao kiếm cái bọ tao bay lên à toàn là đầu điện tử không đó đúng đúng tìm hết bây giờ chặt cái gì trắng kìm móc không biết bơi với bọn mà cái điện thoại đồ mày leo đằng mũi á mày lại muốn nhảy đằng mũi á điện thoại iPhone 8X mới mua mấy chục triệu ủa chặt vô nước cái bùn nó già hả cái buồn cái buồn nhiều nước nó vừa ăn không mày đứng tình sống rồi mày đứng dưới dán lũng cái chiếc xuồng ở nhà mày dán dưới cái buồn vừa nước nó vừa ăn không dạ tình sống à đứng dưới hả cái buồn vừa nước nó vừa ăn không hồi nãy tao thử luôn đi tao chặt cái mồi để lên chi cho nó ấy giờ tao đậu chỗ này mát nè giờ chọi chẹo chi cho nắng má tao thấy cái này quá nguy hiểm luôn á quá wow. Trời thằng thiệt yếu tim với mấy này chứ làm cái gì mà cái bài hát gì chiếc xuồng mà lông lên chút nữa đó, nó đọc highlight không à chết được không đó đó giờ mày thấy năm đẹp trai với thằng cháu quắc vô bảo chiếc xuồng nó trong trên nó bồng bềnh nó quá này yếu tim chịu không nổi mấy này chiếc ghe nè
Không, tay Tài Nguyễn chơi lấy lá lục bình lót đến luôn các bạn. Chưa có vứt được lá lục bình. Má nó thiệt như chiếc ghe, quẹt ghe huyền thoại các bạn. Đang nghe chiếc ghe huyền thoại nè. Để chiếc xuồng ngồi mà không dám ngồi bẹp nữa. Dở vậy. Ngồi giống kiểu gì vậy. Giờ ba Phi quay cũng không dám đứng vậy mà quay thoải mái nữa. Kẹ cũng bẹp bẹp trời ơi. Kẹ. Dừng chứ lại tại bến. Rồi bẹp các bạn ơi. Nhất chức luôn này nha. Trời đủ. Quay lại đi. Nó đậu trên tàu dừa. Rồi bay qua luôn rồi, qua lùm lá, qua lùm rồi. Nè đi biếu nè, đi biếu. Bay qua giặt lá rồi. Đi biếu đi. Ai, đây vừa nước các bạn. Mới vừa đốn được món vừa nước ngon quá các bạn. Chị vừa nước này ngon à. Trưa nắng nóng này có mà vừa nước mà làm cái món mà vừa nước cái ấy đá sữa ăn ngon các bạn. Đây mời các bạn nha. Ăn lên đi. Anh ăn miếng nữa. Rồi mời các bạn nha. Quá ngon. Đâu có buồn vừa nước quá ngon các bạn ơi. Ủa bắn bẹp bẹp nó đổi rồi, bay luôn rồi. Hai con luôn, quay lại luôn. Đậu cái bàn ra. Nghe đậu cặp sát đi lên bờ luôn tại. Lên cái bàn rồi. Nó lên cái bàn qua cái mũ luôn rồi. Ủa mà thằng chuột chùi nó là chèo rồi cũng mệt rồi. Có hai con nó đem lên ghe nước luôn. Chiếc xuồng tạc kiếm chút tạc kiếm cây nào cắt á nó chèo chèo lấy dây cột lại nhỏ hạ neo cho nó khỏi chèo. Ừ, có giờ tâm quan lên bẻ giờ tâm quan nó uống ngon á. Chưa đủ lá nữa. Ôi mà chuột chùi mày chè mũi tao chè lái á nha chuột chùi. Mày đầu tao của mày mũi tao đuôi á. Vậy. Lái đâu lái tao có nội tao không dám nhích nữa. Đổ ngựa. Tao thấy nó lắc ở nhích mẹ luôn. Chứ từ nãy giờ cũng nói dần dở như vui nha các bạn. Tại trưa cũng nắng nóng quá. Lấy chiếc ghe chèo vòng bờ sông ngắm cảnh thiên nhiên nha các bạn. Chứ hơi rồi gặp mà đi săn gặp con gì bắn nấy các bạn. Có vừa có vừa nước thì lấy cái gì nước. Trời trời trời. Đi một giữa tiếng giữa mà không đi. Đi đâu cái giấy vậy? Thằng Quân ngồi cái giấy chờ nó. Thôi giờ mày nhảy. Mày nhảy xuống mày đu theo ghen đi. Ướt ba cái đồ ấy nha. Quay phong cảnh nó lên làm cái gì vậy? Chù kìa, mày đứng trên sóng mày đứng dưới đó lủng xuồng sao? Mày lủng xuồng tiền tao không có nổi luôn nghe chưa? Tao mới mua cái điện thoại iPhone 8 á. Ngồi tất cả im lặng vậy đi, ngồi im đi. Ừ. Nín thở lạnh vậy đi à. Rồi giờ ngồi im vậy cho nó chèo tới Mỹ Tho tới thành phố đi đâu đi kệ nó. Mà chạy máy sao mà ra biển Vũng Tàu luôn báo. Đường đi ra Vũng Tàu chứ gì nữa. Đó. Các bạn, giờ mình ngồi mình đứng lên quay các bạn. Quay kiếm gọi các bạn. Đứng lên kiếm chuỗi kiếm gọi các bạn. Đụng mà. Ê mà sao bà thông này dẹt nhiều với ta. Bây giờ
Mượn ơi, em mượn cái dao chặt cái bập dừa luôn nè, tại cho chiếc ghe cặp bến nè. Thôi bảo bắt được rồi, mình đi vòng vòng đi chút mình quay lại rước hai người nó. Mày không có nào biết chèo hết á. Mày chặt cái chỗ tay mày được rồi, tí vắn vắn ra chặt chi xa như vậy, dài cầm gì nổi. Nhục cái tàu lá đó rồi mốt câu dướng trà. Này câu cỡ đủ quá. Quá bảo, đủ ngỡ. Ấy đủ ngỡ. Mày đừng có đi lên ngay mũi á, nó mới không chèo. Ừ. Lên đường mũi á, đủ lên nữa. Thì ta thục chứ đâu phải cái đít vô liền là nó không chìm. Má đằng đây còn mấy con bự nhiều lắm nè. Bây giờ mình đi vòng đi bắt ốc như vậy. Chút rồi bắt. Rồi, ngồi im đi, tiếp đi, tới luôn. Đưa cây chèo, ta chèo nha. Mình ta chèo tới Hà Nội luôn. Rồi. Lên đường các bạn ơi. Tiếp tục. Mấy dạt mà mất rau. Cảnh quá đẹp. Không là dư nhậu luôn. Đợi thêm con nữa kìa. Bay luôn. Ờ dân cáo lại đây. Bây giờ ghé cái vườn của ai thấy cây xài nè các bạn. Có cái anh chàng đó, anh leo lên cây xài, anh thấy hái trộm người ta các bạn. Đó là thấy không? Giờ mình ghé vườn thấy cái xài nhiều quá mình hái trộm các bạn. Anh leo vô sốc rồi. Tuôn đại xuống hết đi. Hai cổ mộ để lại rồi. Đó các bạn. Nó có nhiều là hay hết các bạn. Rung mạnh lên. Ồ. Rồi. Xài tạm cũng đã hái xong, giờ chuẩn bị làm các bạn. Xài các bạn. Đó. Hôm nay chơi gì mà quá vui các bạn. Bạn cầm phủ đi. Trời ơi làm gì vậy tí? Má xài đi ốc rồi. Còn sót không? Sót hành quân không? Sốt cái nón của thằng Đào rồi. Cái gì đó thì cho mày leo á. Luôn cái hết không còn trái luôn. Ăn rượu ăn tiệt chủng. Ủa rồi rớt gì nãy rớt hả? Nó rớt gì mà nổi càng bơi ngoài lụm đấy, nó vô tối nay là chơi món vậy đó. Thằng nào bước bé vậy? Ơi, biết buồn, biết cái giữa, biết cái bé luôn vậy. Đây, coi chừng mang ốc rồi tí. Coi chừng mang ốc á. Có gì đừng ngon ốc. Đây là tài nguyện giờ qua chèo lá nha các bạn. Ủa. Biết chèo mà không biết bơi nha các bạn. Rồi, bụi trái khủng khiếp các bạn. Đi gặp sông ngắm cảnh vườn trái cây của ta không à. Nắng quá 12 trưa, nắng quá thì cửa lỗi trong. Dầm 2 giờ 1. Dầm tối ngày đi dầm. Quay mình đi đụng gì bắt nắng một chút lên tổng kết đây mà. Đây là ba Phi đang bắt ốc là các bạn. Đó. Đắng nè các bạn. Đây là ông các bạn. Đấy các bạn, mình bắt được con rắn nha các bạn. Báo được rắn nè các bạn. Mình mới bắt được cái miếng bay đi chứ. Lại chơi đổi. Giống như hành trình đi tìm băng vệ sinh phế thải. Lên đây thải rắn lên.
bảo chứ ai. Nguyễn Bảo. Không có đi. Đồ uống bơi nè. Đồ uống bơi nè. Dịch lên tôi đập cắt hơn như mày. Không ai thấy mày đâu. Bẻ rồi. Tôi thấy mừng á. À, các bạn ở đây là thêm một thành viên nó đang chờ chết trôi đăng các bạn. Rùm lên các bạn thấy nha. Đó thành viên đó các bạn. Thêm thành viên nó bơi theo các bạn. À, nè, các bạn này tầm bán các bạn. Các bạn thấy tầm bán các bạn. Rồi các bạn giờ cũng về tới nơi các bạn. Lấy mồi màng rồi lên. Chứ đôi dây để kéo vô cho. Thôi vậy lại đặng lấy mồi lên luôn. Rồi lên bờ các bạn. Quá được như đây nè các bạn. Đi đi đi.